vui khi mà chia sẻ với các bạn một cái mẫu hoa mà mình có thể mình áp dụng đặt ở phòng khách, cái sofa hoặc là trong những cái bữa tiệc của mình rất là đơn giản ha. Mình có thể cắm hoa tại nhà. Và cái bình này mình sẽ chuẩn bị một cái bình sứ cao như thế này. Ở đây cái bình này nó khoảng 30 cm. Tiếp theo là mình sẽ đánh một cục xốp vô ha. Đây là cục xốp của mình. Mình có chắn một cái cây ngang qua để cho cái cục xốp này nó hoa nó mà nặng quá nó lọt xuống dưới. Và mình sẽ dùng một cái đây, cái này ha, mình sẽ cắm ở phía sau. Đây được gọi là một cái mẹp. Rồi bây giờ trên tay của mình đang có đây hoa kỳ lân. Hoa kỳ lân có màu tím rất là đẹp. Mấy ngày nay mình đi ra ngoài chợ hoa, mình đi tìm hoa kỳ lân đẹp nhưng mà bông to thì lại không có. Đây, bước đầu tiên đây là mình cắm hoa kỳ lân ha, mình cho các bông nó đều tập trung về phần giữa và hướng ra ngoài. Đó. Rồi, bước thứ hai ha, bây giờ là mình sẽ dùng lá trúc đốm để mà mình cắm cái phần ở dưới này. Ở phần dưới này các bạn có thể là dùng lá tiết mộc lan hoặc là dùng lá gì ta, chầu bà cũng rất là đẹp ha, hoặc là lá cỏ. Ở đây mình dùng một số lá trúc đốm. Các bạn dùng lá dương xỉ ở đây cũng đẹp lắm này. Cái phần này mình sẽ cho lá sau đi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng là bây giờ phần bên này nè, cái phần bút như thế này, mình sẽ sử dụng lá lan ha, nhầm, mình sẽ sử dụng hoa lan ha. Ở cái bình này mình sẽ sử dụng là hoa lan trắng.
mình cho cái phần màu trắng ở bên này ha. Chỗ này là mình mà có hoa lan màu vàng ha, mình đưa lên nó cũng rất là đẹp, nó sẽ sang hơn. Và bây giờ là mình sẽ sử dụng lá huyết môn. Bây giờ mình mới cắm lá hết môn vô ha, mình cắm lá nè. Bây giờ làm điểm độc đáo cho cái góc bên này ha, mình sẽ sử dụng lá tinh tuế. Đây, bây giờ ở cái góc bên này ha, mình sẽ sử dụng lá tinh tuế để mình tạo cho nó một cái sự độc đáo cho cái đường hoa này. Thì đây là cái lá tinh tuế ha, mình sẽ cắt tỉa bớt nó đi. Tại vì mình để nguyên một cái lá này vô á, mình sẽ trông nó hơi bị khô, cho nên là mình sẽ tỉa hai cái bên tay nó đi. Tỉa là mình chỉ lấy một đoạn ngắn như thế này thôi. Thank you.
cái template nó khá là dễ vậy, nhưng mà không sao, cuối cùng mình cũng làm được đúng không? Đó. Rồi ở cái phần giữa này mình sẽ dùng cái dây mây này để mà mình tạo cho nó thêm những cái cái bó dây mây này á, các bạn đi ra ngoài các tiệm mà các bạn về phụ kiện cắm hoa á, rất là nhiều, giá rất là rẻ. Và các bạn có thể gỡ nó ra. Đây là cái lá trên tôi em mình ra đây là nó lá rất là dễ gãy đây, mình sẽ thấm ở phần dưới rồi. Vậy là mình đã xong một bình hoa và mình có thể mình áp dụng đặt ở phòng khách hoặc là bàn thờ hoặc là bàn tiệc. Bàn tiệc này là bàn tiệc gia đình ấy nha, nghĩa là mình sẽ đặt bàn tiệc không phải là ở giữa bàn, tại vì cái bình này đặt ở giữa bàn thì nó không phù hợp. Và với cái tông màu cũng rất là nhẹ nhàng. Mình sẽ dùng cái tông này dành cho những gia đình mà đang có người lớn tuổi thì nó sẽ hợp hơn ha. Đó. Và ở phần sau này mình sử dụng một cái miếng mây này, rồi mình sử dụng hoa kỳ lân, hoa kỳ lân ha, với một cái tông màu tím của kỳ lân rất là nhẹ nhàng. Và bên cạnh đó mình sử dụng hoa lan trắng. Ở đây mục đích của mình dùng hoa lan trắng á, là cái sự thanh thoát nhẹ nhàng của nó
chứ không phải là màu buồn ở đây nha. Một tí mà kết hợp với màu trắng thì trông có cảm giác buồn, nhưng mà ở đây không phải. Với cái tâm trạng là mình cảm thấy rất là vui tươi, và để mà giảm cái tông màu tím trắng này, ở đây mình dùng màu đỏ, màu đỏ của hoa huyết môn ha, vô trong cái bình hoa, giúp cho cái tông màu nó không có bị trắng tím. Trắng tím thì vô có cảm giác nó có cái gì đó, nhưng mà trắng tím đỏ thì mình cảm thấy nó rất là hợp. Rồi tiếp theo là mình dùng lá thiên tuế ha. Lá thiên tuế thì khi mà mình muốn nó rất là dễ gãy, và mình đã bị gãy hai cây cho cái tay đó, gãy không ạ? Gãy này đó. Mẹ là gãy đấy, rất là dễ gãy khi mà mình dùng lá thiên tuế ha. Và ở đây là mình dùng một cây uốn và một cây không uốn. Nếu như mà cái lá thiên tuế này á, để mà cho nó giảm độ bị giòn bị gãy xuống, thì mình nên phơi nó trước. Các bạn mà phơi nó héo héo đi một chút á, thì mình uốn nó rất là dẻo. Đặc điểm của cái lá thiên tuế là vậy thôi. Rồi, một bình hoa mình có thể mình áp dụng được ở nhiều nơi, áp dụng được ở nhiều dịp, thì mình tin rằng là các bạn cũng sẽ có được những bình hoa cắm trong nhà mình của mình, cắm ở trong nhà của mình ha, rất là đẹp, rất là hợp với lại cái không gian của căn nhà của bạn, và cắm cũng rất là đơn giản ha, mình có thể hoàn toàn cắm được ở tại nhà. Thì chúc các bạn có được một bình hoa thật là xinh tươi trong quá trình mà các bạn thực hành. Thế nhưng mà có cái gì mà các bạn còn vướng mắc thì vui lòng comment phía bên dưới ha, mình sẽ trả lời một cách nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào.